Ngày 28 tháng 7, qua tuần tra kiểm soát địa bàn, Công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ hai đối tượng gồm Lê Tự Vinh, 34 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Nam và Nguyễn Văn Hoàng, 39 tuổi, trú tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà về hành vi trộm cắp tài sản. Được biết, Vinh và Hoàng vốn là bạn quen biết trong xã hội. Vào thời điểm trên, khi nghe Vinh rủ đi kiếm tiền bằng cách trộm cắp tài sản của người dân đem bán, Hoàng đồng ý ngay. Bằng thủ đoạn dạo quanh địa bàn các khu dân cư, đến một nhà hàng không người trông coi nằm ở ngã tư Nguyễn Xuân Khoát và Phan Bôi, cả hai đột nhập và thực hiện trộm cắp một quạt máy, một cửa sắt. Khi đang chuẩn bị tẩu thoát thì bị công an phường mật phục bắt giữ. Vinh và Hoàng thừa nhận đã cùng nhau có ý định thực hiện hành vi nói trên. Tài sản trộm cắp sẽ đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Qua sự việc này, công an phường khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác với những thủ đoạn tương tự để bảo vệ an toàn tài sản của bản thân và gia đình.